Rồi, à, vị thần kinh tọa do chèn ép của khớp xương sống là như thần kinh. Rồi thì tất cả những người mà bị thần kinh tọa nói riêng và bị tất cả những cái bệnh của mình hầu hết nói chung ngày nay đều từ cái tư thế ngồi, đứng, đi, nhưng mà ngồi là nhiều nhất. Đó là lý do tại sao quý vị thấy ngay khi đi vào chương trình, ngay khi đi vào từng cái sinh hoạt của chúng tôi nhắc quý vị ba điều căn bản. Và điều trước hết là gì? Xem mình ngồi có ngay ngắn, cân bằng, đối xứng vào cái trục chính giữa của mình không. Cái chuyện rất bình thường, rất đơn giản, nhưng mà 85-90% ngày nay không làm được. Và vì lý do đó nó đưa đến cái sự mất quân bình, sự chèn ép của dây thần kinh dọc theo các đốt sống của mình. Mà cứ mỗi một cái đốt sống như vậy, nó không phải chỉ chịu trách nhiệm cái thần kinh của đốt sống nó, mà nó còn chịu trách nhiệm cả một cái hệ thống nội tạng và nội tiết đằng sau nó nữa. Thành ra chỉ với cái tư thế ngồi của mình thôi mà nó đã sai rồi, thì như vậy nó sẽ dẫn tới rất là nhiều cái hậu quả ghê gớm. Và nếu như mình không ý thức để điều chỉnh cho mình, bây giờ quý vị có đi tới chiropractor hay là physical therapist, nó điều chỉnh cho mình 15-20 phút, thậm chí nó cho mình luôn 1 giờ đồng hồ, kéo dài ra, nó massage, nó xoa bóp, nó cho thuốc, đã lắm, êm lắm, hết lắm. Nhưng mà mình vừa bước ra khỏi phòng, lên xe, ngồi dựa vào cái ghế dựa của xe đã quá, là bảo đảm dòng một cái thôi, đau trở lại liền, về nhà một cái là đau hơn liền, đứt khác. Vậy thì đó là lý do tại sao mình phải ý thức và mình phải chỉnh cái tư thế của mình là tốt nhất. Thì đối với những người bị cái bệnh cột sống này nói riêng, dù là bị vôi hóa, thoái hóa, thoát vị đĩa đệm hay là bị cái thần kinh tọa, thì cái bài tập lại khí công đứng và ngồi giúp hiệu quả vô cùng. Mà cái này đã rất nhiều người, từ người trẻ tuổi cho tới người trên 80 tuổi đã thực tập, đã hiệu quả lắm. Nhưng mà như chúng tôi nói quý vị cũng vậy, bây giờ mình trở thành cái physical therapist của mình trở thành cái chiropractor của mình đó. Quý vị chỉ cần 21 lại thôi là quý vị giải quyết nó liền. Nhưng mà sau khi mình lại xong, mình chỉnh nó xong rồi, mình trở lại với cái tư thế trong đời sống của mình, ngồi nghiêng, ngồi ngửa, ngồi dựa, thì 15 phút, nửa giờ, 1 giờ sau có khi nó bị lại liền. Vậy thì đó là lý do tại sao cái việc mà ý thức tỉnh giác trong sinh hoạt, trong các tư thế của mình nó rất là quan trọng. À.